Ngân hàng Trung ương Ấn Độ sẽ rút đồng tiền 2.000 rupee đồng tiền giấy mệnh giá cao nhất khỏi lưu thông. Đây là động thái diễn ra chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử quốc gia, khi tiền mặt trong lưu thông thường tăng mạnh. Theo đó, người dân có thời hạn đến ngày 30 tháng 9 để gửi những đồng 2.000 rupee, 24,5 đô la Mỹ, vào tài khoản ngân hàng hoặc đổi chúng lấy các mệnh giá khác. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, RBI, cho biết trong một tuyên bố ngày 19 tháng 5, trích dẫn chính sách tiền sạch của RBI. Tuy nhiên, ngân hàng không cho biết điều gì sẽ xảy ra với những người không thể đáp ứng thời hạn trên. RBI cho biết quyết định này được đưa ra do tờ 2.000 rupee hiện không được sử dụng phổ biến cho các giao dịch và kho dự trữ tiền giấy có mệnh giá khác tiếp tục đủ để đáp ứng yêu cầu tiền tệ của công chúng. Rahul Bahoria, một nhà kinh tế tại Barclays PLC ở Mumbai, cho biết RBI đã cho thấy xu hướng giảm việc sử dụng tờ 2.000 rupee trong nền kinh tế. Mặc dù đồng tiền mệnh giá 2.000 rupee hiện chiếm khoảng 11% tiền tệ đang lưu hành, nhưng sẽ không gây ra sự gián đoạn trong cuộc sống bình thường cũng như trong nền kinh tế, quan chức hàng đầu của Bộ Tài chính TV Somanathan cho biết. Động thái này khiến nhiều người nhớ lại quyết định hủy tiền của Thủ tướng Narendra Modi vào năm 2016. Theo đó, chính phủ do Thủ tướng Narendra Modi lãnh đạo đột ngột thu hồi các loại tiền mệnh giá 500 và 1.000 rupee trong nỗ lực loại bỏ tiền giả khỏi lưu thông. Động thái này đã tạo ra sự thiếu hụt tiền mặt có hệ thống tại Ấn Độ do lấy đi 86% lượng tiền tệ đang lưu hành của nền kinh tế chỉ sau một đêm. Chính phủ bắt đầu phát hành tờ 500 rupee mới vài ngày sau đó và thêm tờ 2.000 để bổ sung lượng tiền đang lưu hành với tốc độ nhanh hơn. Tuy nhiên, kể từ đó, Ngân hàng Trung ương đã tập trung vào việc in các tờ tiền mệnh giá 500 rupee trở xuống và không in tờ 2.000 rupee mới nào trong 4 năm qua. Quyết định năm 2016 của chính quyền ông Modi diễn ra vài tuần trước cuộc bầu cử quan trọng của đất nước và được cho là một biện pháp kiểm soát chi tiêu của các đối thủ chính trị. Việc rút tiền mệnh giá 2.000 rupee lần này cũng diễn ra trước cuộc bầu cử ở 4 bang lớn vào cuối năm nay và một cuộc bỏ phiếu toàn quốc vào mùa xuân năm 2024, dẫn đến việc đồn đoán là biện pháp kiểm soát chi tiêu, bởi hầu hết các đảng phái chính trị của Ấn Độ được cho là đang tích trữ tiền mặt mệnh giá cao để tài trợ cho các chi phí vận động bầu cử nhằm vượt qua các giới hạn chi tiêu khó khăn do Ủy ban bầu cử áp đặt. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.